Costa với tư cách là một trong những ứng cử viên vô địch để giành chiến thắng trong cả giải đấu và nâng cúp vô địch thế giới. Iran bị đánh giá thấp hơn Anh rất nhiều về mặt lực lượng và chất lượng đội bóng. Kể cả thể lực lẫn kỹ thuật nên đại diện châu Á sẽ khó lòng tạo nên bất ngờ nhưng sẽ khiến đối thủ không có chiến thắng dễ dàng bởi lối chơi đổ bê tông. Phong ngự đầy khó chịu mà họ đã thể hiện ở các trận vòng loại. Tam sư đã không làm người hâm mộ thất vọng khi họ giành tới 26 điểm sau tổng 10 trận đấu. Họ về đích với ngôi nhất bảng và nhiều hơn đội đứng ngay sau là Ba Lan tới 6 điểm. Tập thể này đã có những trận thực sự thăng hoa khi nghiền nát San Marino với 10 bàn không gỡ hay chiến thắng 4, không trước cả Hungary lẫn Andorra. Đội hình của tuyển Anh luôn được đánh giá rất cao trong nhiều năm qua. Lứa cầu thủ này đã chinh chiến cùng nhau ngay từ khi còn là những tài năng trẻ tại Euro 2016. Thứ duy nhất khiến họ chưa thể đi vào lịch sử chính là một danh hiệu. Lần đến gần nhất với danh hiệu của tập thể này là tại Euro 2021. Khi đó, họ đã vào đến trận chung kết nhưng để thua Italia trên loạt luân lưu định mệnh. Iran luôn là một trong những thế lực hùng mạnh nhất của bóng đá châu Á. Đây là điều không cần phải bàn cãi. Họ đã thể hiện điều này một cách rõ ràng tại vòng loại World Cup 2022. Còn nhớ ở vòng loại thứ 3 nơi quyết định 4 tấm vé trực tiếp đến Qatar, tập thể này đã đứng nhất bảng A. Cái tên duy nhất khiến Iran mất điểm ở vòng này là đối thủ rất mạnh Hàn Quốc. Bởi là một thế lực hùng mạnh nên Iran là đại diện quen thuộc của châu Á tham dự vòng chung kết World Cup. Kể từ năm 1998 đến nay, ngày hội lớn nhất hành tinh được tổ chức 7 lần thì tuyển quốc gia này có 5 lần góp mặt. Dù vậy, thành tích của họ không mấy tốt đẹp khi chưa từng vượt qua được vòng bảng. Anh và Iran chưa bao giờ chạm trán nhau trong quá khứ. Nên đây sẽ là một trận đấu mà vai trò của các huấn luyện viên rất quan trọng. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Iran nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự. Không ngoại trừ khả năng, họ có thể chơi với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Còn nhớ ở vòng chung kết World Cup 2018, họ đã gây khó khăn cho Tây Ban Nha. Ở vòng chung kết World Cup 2014, tập thể này cũng chỉ để thua Argentina với tỷ số 1-0. Các chân sút của Anh hứa hẹn sẽ có một trận đấu không mấy dễ dàng. Điều quan trọng là con người mà Iran mang sang Qatar kém quá xa những ngôi sao của tuyển Anh. Khoảng cách về trình độ sẽ được tuyển Anh thể hiện bằng chiến thắng cách biệt. Vì thế, dù phải chấp Iran 1/4 bàn, nhưng theo các chuyên gia soi kèo, Tam sư là nơi đầu tư sáng suốt. Chắc chắn trận này Iran sẽ chơi phòng thủ hơn 70% đội hình. Điều này sẽ gây khó khăn cho đội tuyển Tam sư Anh. Tỷ lệ kèo trận đấu cụ thể như sau. Dự đoán kết quả tỷ số Anh với Iran. Iran thì khác, họ nhọc nhằn vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhờ thắng lợi ở lượt trận cuối. Trước thêm ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới được tổ chức tại Qatar, đoàn quân của huấn luyện viên Dragan Skocic cũng có vài trận giao hữu, nhưng thu về kết quả kém. Kinh nghiệm của Iran tại World Cup là không ít, bởi đây là lần thứ 3 liên tiếp Iran có vinh dự này. Tỷ số: Anh 3, 1 O 4, 1 Iran. Kèo châu Âu: chọn Anh. Kèo tài xỉu: tài. Phạt góc: xỉu. Đây chính là tin tức đắt giá để các anh em phân tích soi kèo cá cược Anh với Iran thuận lợi nhất. Do vậy, anh em đừng bỏ qua dữ liệu này nhé.